Dạ, yeah, mình là Đạt xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khó mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 5 tháng 8 à, Cập nhật về cái tình hình cuộc chiến của Ukraine và Nga các bạn Cuộc chiến của Ukraine và Nga, à, và Nga bây giờ đã lên tới cao trào và có thể ngưng hoặc là có thể tiếp tục hoặc là có thể thất bại thì à, cái tình hình á Mỹ bơm vào cho Ukraine rất là nhiều tiền và Anh Quốc và khối NATO hiện tại ở trong đất nước Mỹ thì thì à, à, người dân Mỹ không muốn Ukraine vào khi NATO các bạn gia nhập vào NATO rồi à, bà Nancy bà Nancy Pelosi nổi giận khi mà lên đài phỏng vấn người ta hỏi về cái chuyện mà đang hạc Biden, bà ta nổi giận. mấy người này họ không có giữ được cái bình bình tĩnh các bạn. Trong khi đó thì Mỹ đã cho biết bộ trưởng bộ quốc phòng của nga thúc giục triều tiên tăng cường, đưa cho Moscow thêm vũ khí. Mỹ cũng hết vũ khí bảo đảm là nga không còn vũ khí các bạn. Hiện tại trên thế giới thì có nhiều nước là cấm xuất khẩu gạo, cả nga, ấn độ, nhiều nước ở bên Ue mà chỉ có Việt Nam hay là xuất khẩu thôi. À, tại vì Việt Nam là, à, là bắt gặp và rồi là ngay thời cơ để mà lấy tiền về. Nhưng mà các nhà bình luận gia là họ cho rằng nếu mà như có một cái tai biến nào đó mà ngoài cái sự mà mình phán đoán, thì dân Việt Nam sẽ đói. Bạn thấy Ấn Độ là sản xuất gạo, Thái Lan cũng sản xuất gạo nhưng mà họ bây giờ họ giữ lại, họ không sản xuất ra, làm cho ba tỷ người trên thế giới này coi chừng về không có an toàn lương thực các bạn không đủ à, bây giờ Mỹ cũng là mệt mỏi với Ukraine rồi các bạn và nếu như Ukraine phản công không thắng từ tháng 6 đến bây giờ là hai tháng rồi mà không có cái gì phản công mà gọi là có bước ngoặt tốt đẹp bây giờ nếu mà Ukraine không có thắng được thì Mỹ sẽ cắt viện trợ và đồng minh của mỹ sẽ cắt viện trợ tưởng rằng có cú đấm thép nhưng mà cuối cùng là putin cái bức tường phòng thủ của putin quá chắc các bạn làm cho thế giới này đang đảo điên không có thể là đối và nếu tiếp tục kéo dài mình cùng nhau chia sẻ những vấn đề này các bạn nói về vấn đề của nga thì bị một chiếc tàu à, chiếc tàu mà gọi là không người lái chứa chất nổ đã đâm thẳng vào và chiếc tàu của nga đã niễn và có thể bị chìm đây là cái sự thất bại của putin và đợi, đợi kéo chiếc tàu đó về thôi và bây giờ họ bắt đầu họ phòng thủ những chiếc tàu ở biển đen rõ ràng là cái phòng thủ của họ bị yếu các bạn và bạn thấy là máy bay không người lái đã tấn công thẳng vào Moscow. tuy nhiên tấn công vào những cái nơi mà hậu cần chứ họ không có tấn công vào những cái thường dân Hoặc là dân sự Thì bạn thấy là do ai Thì do ai ngoài Ukraine các bạn Nhưng mà máy bay không người lái đã vào tới đó Mà nó không biết Thì à, nghe nói mạnh Chứ thật sự bạn nhìn thấy trên chiến trường Của Ukraine đã 18 tháng các bạn Nhưng mà rất là yếu Yếu về cách điều hành Yếu về những con người yếu về cái sợ hãi yếu về thuốc men yếu đủ thứ hết yếu đủ thứ các bạn tại người dân họ không, họ không có muốn thì cuộc chiến này Ukraine nó gọi là Putin gọi là à, quân sự đặc biệt chứ không phải là cuộc chiến tranh cho nên nó không có thể nào mà à, dùng cái cuộc chiến mà gọi là đi chiến tranh mà dùng được chơi mạnh để đánh thì chưa liệu du can có có thắng được hay không thì thấy hiện tại thì <laughs> quá là tệ các bạn quá là tệ thì không biết như thế nào bây giờ nói về cái tình hình mà người dân mỹ nha người dân mỹ chứ không phải là, là nước mỹ nha nước mỹ á là Thí dụ như là quốc hội Thí dụ như là tổng thống đồ này kia thì nó đại diện cho cho dân mỹ rồi kêu là nước mỹ còn đây là người dân mỹ các bạn khi người dân Mỹ là họ là mạnh nhất khi mà họ muốn, họ không muốn là tiêu các bạn. Tại tổng thống cũng phải nghe theo và quốc hội thì bạn thấy quốc hội là những cái người được người dân cử lên. Và kể cả tổng thống thì họ phải đòi quyền lợi cho những gì mà người dân Mỹ họ muốn. Người Mỹ phản đối Ukraine gia nhập NATO. Sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với việc Ukraine gia nhập NATO đã giảm trong 3 tháng qua. Theo những cuộc thăm dò, cuộc xâm lược toàn diện của Ukraine do Putin và kêu gọi KF để nước này á, khi mà KF kêu gọi để đưa đưa vào NATO, thì trong hội nghị thượng đỉnh ở Litva, NATO đã đồng ý đưa các ra các đảm bảo và đảm bảo an ninh cho KF, trong đó bao gồm việc nói rằng tương lai của họ tùy thuộc vào liên minh nhưng không đưa ra thời điểm nào để quy để cho rõ ràng để trở thành thành viên của khối NATO thành viên vậy thôi chứ mà giờ để coi Ba Lan nó bị tấn công rồi coi ai cứu nhưng các cuộc khảo sát cho biết thực hiện dành riêng cho những cái cuộc thăm dò này cho thấy sự nhiệt tình của cử tri Mỹ đối với các tư cách thành viên của NATO của Ukraine đang nguội lạnh dần trong một cuộc thăm dò 1.500 người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu vào năm 2020 vừa qua đã tiến hành vào ngày 5 tháng 4 với số sai là 2,5% phần, Chỉ hơn một nửa người Mỹ được hỏi là 55% nói rằng KF nên tham gia nên tham gia vào liên minh Trong đó thì 30% mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng này 26% trung lập, 10% à, phản đối và hơn 56% đồng ý rằng việc bảo vệ Ukraine là rất quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 25-26 tháng 7. À, cái cuộc mà khảo sát vào ngày tháng tháng 4 á, thì nó cao. Nhưng mà khảo sát vào tháng 7, sự ủng hộ cho thành viên của Ukraine giảm 8%, phần, phần trăm, Còn 47 với 23% ủng hộ mạnh mẽ, động thái này và tập trung là trung lập là 29%. Tỷ lại những người phản đối tư cách thành viên của NATO ở của Ukraine đã tăng lên 6%, lên 16% các bạn. Trong số họ phản đối là 6% mạnh mẽ. Tuy nhiên không giống hồi tháng 4, những cái cuộc thăm dò đã hỏi người Mỹ trong cuộc thăm dò mới nhất về cái thời gian à, biểu hiện cho và gia nhập của khối Nato Ukraine và khối Nato hơn một phần tư là 26% cho cho biết Kyiv nên tham gia ngay lập tức trong khi ba phần trăm thành viên chỉ nên tham gia sau khi chiến tranh kết thúc chỉ hơn một phần mười hay mười hai phần trăm cho biết Ukraine không bao giờ gia tham gia vào Nato cuộc thăm dò gần đây cũng hỏi liệu người được hỏi có ủng hộ lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ được triển khai trên mặt đất Ukraine hay không. Gần phần 3 là 31% ủng hộ động thái này, 12% mạnh mà phản đối mạnh mẽ hoặc 34% à gọi là phản đối. Trước thêm hội đền thượng đỉnh như thế này thì chưa phải là thời điểm thích hợp để cho à, NATO vào. Thì à, Biden cũng phản đối là Biden nói là phải vào đúng trình tự. Thì bạn thấy là cuộc chiến nó kéo dài làm cho người Mỹ nó mệt mỏi các bạn Cho nên họ từ từ họ không ủng hộ đó là người Mỹ Đến để mình nói cái phản công mà không thành là sẽ, sẽ cắt viện trợ các bạn Bây giờ nói về bà Nancy Pelosi Bà Nancy Pelosi á, à, cáo gắt khi mà hỏi ông Trump, ông Biden có bị sẽ bị đàn hạt như thế nào thì những người này á, họ không có kiên nhẫn các bạn Biden cũng vậy Họ không có kiên nhẫn khi mà hỏi có thể họ chửi dân Mỹ Thì Nancy Pelosi annoyed khó chịu trước câu hỏi của MSNBC về việc đàn hạt Biden à, Trong cái cuộc phỏng vấn của MSNBC gần đây Bà chủ cụ chủ tịch Hạ viện dân biểu Nancy Pelosi à, ở California tỏ ra khó chịu với người dẫn chương trình à, sự khó chịu nảy sinh sau khi người này đưa đưa ra cái thành viên của à, bên đảng cộng hòa để đang tìm cách đàn hạt biden dựa trên cái mối liên hệ và cáo buộc của ông ta về giao dịch kinh doanh với con trai của ông ta là hình tờ biden Pelosi, người ủng hộ quá trình đàn hạt của ông trump trong cái nhiệm kỳ của ông dường như chế giễu khái niệm đàn hạt biden chỉ ra những cái thành công được cho là của chính quyền Biden và ấy gọi là khả năng đàn hạt là phù phiếm là chiến thuật nghi binh Pelosi cũng tuyên bố đó là bằng chứng cho thấy đảng Cộng Hòa không có gì để cung cấp cho người dân Mỹ à. thì đảng Dân Chủ nó cung cấp không có các bạn mình nói rồi nhưng mà cung cấp những cái nghèo nàn và lạc hậu đi ngược lại nói gì nói dân Mỹ cuối cùng là người được hưởng ok rồi tiếp tục người à, à, phóng viên này đã thúc đẩy cái cuộc thảo luận hôm thứ sáu hỏi nancy Pelosi về cái truyền hình à, bà cảm thấy thế nào về sự thúc đẩy của đảng viên đảng cộng hòa tại hạ viện nhiều người trong số họ chủ tịch mà chắc chắn bạn biết chắc chắn đã tán thành ý tưởng tiến hành thủ tục đằng hạt biden vì những cáo buộc à, khi mà tờ biden rồi à, gọi là làm ăn Nancy Pelosi bố rối, cố gắng gạt bỏ câu hỏi, vẫy tay và xen vào cha chúng ta hãy <laughs> và tiếp tục coi như là không trả lời được. Bạn biết là truyền thông của Mỹ nó ghê lắm các bạn, nhưng mà tất tất cả các tổng thống, tất cả những người trong quốc hội luôn đều sợ truyền thông Mỹ, nhưng mà chỉ có trăm trăm câu nào trả lời câu đó ro 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 cho nên Ngược lại là truyền thông Mỹ nó sợ chồng. Còn tất cả đều sợ truyền thông Mỹ. Nó hỏi một cái hồi cứng họng thôi các bạn. Thì à, đó là cái tình hình ở trong đất nước Mỹ này. Và bạn thấy bây giờ á. Đưa đồ chơi cho Ukraine. Ukraine không làm được gì cái cuộc phòng thủ. Mặc dù. À, chiếm được vài ngôi làng mình đã nói rồi bạn. Chiếm được vài ngôi làng. Chiếm được mấy trăm km. Trời ơi. Nó không có có lạ gì hết á. Cho nên nếu mà tiếp tục như thế này thì kéo thế giới vào cái cuộc đối cho chết chóc bệnh tật. Mỹ cảnh báo các viện trợ quân sự nếu Ukraine phản công thất bại. Cụ đại sứ Mỹ tại Ukraine cảnh báo nguy cơ Washington cắt viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine do phản công thất bại. Nếu kết quả cuộc phản công của Ukraine bị phương Tây đánh giá là tiêu cực, điều này có thể diễn ra việc giảm quy mô hỗ trợ cho chế độ Kiev. Điều này đã được cựu đại sứ à, của Mỹ tại Ukraine là William Taylor tuyên bố trong cái một cuộc phỏng vấn trên NBC News. Trong hai tháng qua, cuộc phản công của lực lượng vũ trang của Ukraine bị phương Tây coi là chậm chạp, thiếu hiệu quả, không đạt được biến à, cái bước tiến nào mang tính bước ngoặt. Bên cạnh đó không tin về tỷ lệ thương vong à, Thông tin về cái tỷ lệ thương vong quá cao Và số lực lượng à, trang bị vũ khí như là xe tăng Như là à, thiết giáp Như là vũ khí hai ma rồi kia Bị hủy hoại rất nhiều Các giới chức lãnh đạo càng ngày càng sốt ruột thì mình biết là Ukraine càng phải là sốt ruột gấp 10 lần các bạn. Nhưng mà bị lệ thuộc hết tất cả vào phương tây thì làm sao? nhà ngoại giao Mỹ lưu ý nếu các nước phương tây bắt đầu nghĩ về việc Ukraine không thể chiến thắng, thì những cái nghi ngờ về khả năng cung cấp thêm vũ khí, thiết bị cho Kiev sẽ cảm thấy bắt đầu sẽ bị ngừng. Bây giờ NATO cũng đang thiếu vũ khí nghiêm trọng về trong các kho mà dự trữ. Anh Mỹ thì ảnh lên, ảnh khai rồi, ảnh nói ảnh đang không có được chơi. Ông William Taylor nhấn mạnh rằng, đối với Kiev, kết luận về cái cuộc phản công có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm, nghĩa là thất bại của cuộc phản công bắt đầu được triển khai vào ngày 4 tháng 6, có thể dẫn đến các việc các nước phương Tây cắt giảm cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Trong khi đó, phương Tây ngày càng có nhiều cái bài báo chỉ trích kết quả phản công của lực lượng Ukraine. Ngay cả những tác giả mà ấn phẩm có thể là nghi ngờ đó là thiện cảm với Nga cũng bắt đầu chú ý đến những yếu tố về tổn thất quá cao trong hàng ngũ của Ukraine. Mất một phần đáng kể về thiết bị quân sự do phương Tây chuyển giao và các thực trạng quân đội Ukraine hao tổn binh lực quá lớn mà không thể vượt qua các phòng tuyến của Nga. Nga nói là những cái cuộc phản công bây giờ mà Ukraine mất tới 43.000 lính cơ mà. Thì mình đọc mình cũng hồ nghi nhưng mà chắc có thể là như vậy Ở phương Tây họ đang cố gắng tìm ra những lý do khác cho sự thất bại của Ukraine Ví dụ như là báo Anh trong cái cuộc đã đổ lỗi cho điều kiện chiến trường bất lợi như bụi rậm, cao cỏ cao, nền đất yếu và những thứ đã ngăn cản bước tiến quân đội Ukraine. Đó lại các quan chức chính quyền của Kiev ngày càng đổ lỗi thất bại trong cuộc phản công cho các là các nước phương tây khi các cáo buộc các đồng minh đã cung cấp không đủ hỗ trợ quân sự, binh lính được huấn luyện kém và ngăn cản bắt đầu sự chiến dịch tấn công. Sớm đúng. Zelensky muốn tấn công, thì này cũng nó không đổ lỗi cũng đúng các bạn. Tại vì mình càng chờ á, thì Putin nó có thời gian nó lập cái pháo đài phòng ngự và Zelensky biết nhưng mà mình, bạn nói mình nói với các bạn rồi Biden Biden nó nó thôi mày đợi đi chừng nào mày có đồ chơi mạnh rồi mình đánh luôn lượt đúng không mình có chia sẻ cái này mình nhớ các bạn cho nên À bà nói rồi Biden đâu có muốn You can thắng đâu Biden là cứ lờ đờ lờ đờ thôi đưa vậy đó bạn thấy nếu mà đưa đúng thì giống như mà mạnh dạng như bên Anh quốc thì Putin chắc nó chạy mất dép lâu được các bạn. Nhưng mà không có. Ukraine nó muốn đánh. Nói thôi mày từ từ đi. Đó là sự thật. Và mình biết được những cái bài chia sẻ mình chia sẻ cái đó các bạn. Thì tình hình này á nó rất là căng thẳng. Triều Tiên thì nói là Mỹ viện trợ cho vũ khí cho Đài Loan là khiêu khích nguy hiểm. Trong khi đó thì nó đưa vũ khí... Bây giờ ra nó đưa vũ khí thì bạn thấy cũng Biden cũng đâu có làm được mẹ gì đâu bây giờ nó đưa vũ khí cho Moscow thì à, bộ trưởng bộ quốc phòng của à, nga đã qua bên bắc hàn và đã nộp và đã họp hội tùm lum la đúng không và bằng chứng cho thấy rằng nó đã đi một con đường hẹp để nó đưa vũ khí thật sự nga không thể nào sản xuất bị cấm vận đủ thứ các bạn nó có nhưng mà số lượng rất ít mà nó xài một số lượng khá nhiều Bây giờ Mỹ bộ trưởng quốc phòng của Nga thúc Triều Tiên tăng cường vũ khí rồi làm gì nhau? à Anh lên anh nói rồi làm gì nhau? Tòa Bạch Ốc hôm thứ, hôm ngày 3 tháng 8 cho hay các giới chức tình báo của Hoa Kỳ đã xác định rằng bộ trưởng quốc phòng Nga là suri Shoigu. Tuần trước đã nói chuyện với các giới chức của Bắc Triều Tiên trong cái chuyến thăm Bình Nhưỡng và việc tăng cường bán vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Thế phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Bộ và Nội tòa Bạch Ốc là ông John Kirby. Nói ông là Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã có bài phát biểu trong chuyến thăm của Triều Tiên nhân các sự kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến của Triều Tiên là 50 đến năm 53. Putin đã cử Shoigu dẫn đầu phái đoàn đến để dự cái kỷ niệm này. Chính quyền Biden cho biết việc ông Shoigu muốn thắt chặt hợp tác với Triều Tiên nhấn mạnh rằng Điện Kremlin đã trở nên phụ thuộc vào nước này cũng như Iran để có được vũ khí và thiết bị chiến đấu tại Ukraine. Chẳng làm gì được hết, biết nó làm là gì được. Triều Tiên và Iran có phần lớn bị cô lập trên chiến trường quốc tế và các chương trình hạt nhân. Đây là một ví dụ khác cho thấy rằng Putin đã trở nên tuyệt vọng như thế nào vì cổ máy chiến tranh của ông ấy đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng hoạt kiểm soát xuất khẩu và nhập khẩu. Ông Kirby nói rằng ông ấy đang sử dụng một số lượng lớn hàng tồn kho để cố gắng chinh phạt Ukraine. Và ông ấy đang vươn tới các quốc gia như Triều Tiên, Iran. Và chắc chắn ông ấy đang cố gắng tiếp tục với Trung Quốc để nhận được cái sự hỗ trợ cho cổ máy chiến tranh của mình rồi như thế nào mới được các bạn biết rồi làm sao vào tháng 3 năm nay tòa bạch ốc cũng cho biết đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy nga đang tìm cách mô giới cho các thỏa thuận và đối lương đổi lương thực lấy cái vũ khí của triều tiên trong đó moscow sẽ cung cấp cho triều tiên lương thực cần thiết và hàng hóa khác để đổi lấy đạn dược của bình nhưỡng cuối năm ngoái tòa bạch ốc nói đã xác định rằng tập đoàn quấy nờ là công ty tư nhân bảo án quân sự đã nhận được lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để giúp củng cố lực lượng quấy nờ chiến đấu ở Ukraine thay mặt Nga. Cả Triều Tiên và Nga trước đây đều bác bỏ những cái cái mà cáo buộc về vũ khí mà do Mỹ nói. Tuy nhiên Triều Tiên đã đứng về phía Nga trong cái cuộc chiến ở Ukraine. Khẳng định rằng chính sách bá quyền phương Tây do Mỹ đứng đầu đã buộc Moscow có hành động quân sự để bảo vệ lợi ích an ninh của mình. Chính quyền Biden nói rằng Điện Kremlin phụ thuộc vào Triều Tiên, vậy rằng cho thấy sự tuyệt vọng của Nga. Nói vậy thôi, nhưng mà làm gì được đâu, nó vẫn có đồ chơi đó. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng răng là nhà cung cấp máy bay không người lái, tấn công quan trọng cho Nga. Khi cuộc chiến của Iran tiếp tục, Moscow đã phải xây sở để tránh các lệnh trừng phạt, khiến họ không thể có các linh kiện đồ này kia để tạo ra vũ khí, nên phải nhờ. Hoa Kỳ từ lâu đã lo ngại rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga. Ngoại trưởng Mỹ là anh Tony Blinken đã cảnh báo vào đầu năm nay, gọi làm nhau, chứ hậu. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng cho đến nay họ không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho Moscow. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Putin rằng về mối quan hệ đối tác không giới hạn khi họ gặp nhau vài tuần trước khi mà Putin xu quân vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chính quyền Biden đã nhiều lần công bố phát hiện tình báo trong suốt cuộc chiến chứng minh rằng Nga và có những lựa chọn hạn chế tiếp à về cái việc tiếp tới vũ khí. Nhưng cuối cùng họ đã họ đã có và cứ nói như thế các bạn nhưng mà ông Trump ông nói rồi Biden đã làm cho Putin và tập cận bình nó ngồi gần lại nhau chứ hai cái đầu này nó không có thể nào ngồi gần được với nhau. Và bây giờ làm gì biết được đó bắt hàng nó bán bán vũ khí cho và Nga rồi làm được cái gì rồi nghi là Trung Quốc rồi bán vũ khí cho Nga rồi làm cái gì rồi cái Iran nó nó xạo không? bạn thấy không nó nói, nó đâu có đưa máy bay không người lái không lúc đầu á là Ukraine phát hiện đó là gì là máy bay không người lái của Iran rồi bây giờ gọi là làm sao cho nên bạn thấy một ông tổng thống Mỹ đứng đầu của thế giới phản ứng rất là chậm chạp cho nên khi mà có chuyện xảy ra mà nguy cơ ví dụ như, như hạt nhân nó xảy ra thì chừng nào ông ta mới phản ứng phản ứng như thế nào rồi phản ứng có đúng hay không mà kéo chúng ta vào cuộc chơi là đi luôn các bạn bây giờ an toàn lương thực ở các quốc gia họ hơi căng thấy không tình hình càng ngày nó kéo người ta càng nghèo đi và nằm xuống rất nhiều thì cái cuộc phản công này mình nhìn thấy rồi các bạn nhiều các bạn ủng hộ ukraine mình biết ủng hộ ukraine nhưng mà sự thật là sự thật mình chia sẻ sự thật chứ không có ở oh, À, bạn thấy á, nhiều cái kênh à putin tê tái putin mất cái này putin mất cái kia quân nga hỗn loạn rồi sẽ đừng về về rồi đến bây giờ có tê tái không có tái tê không nhìn vào cái cuộc phản công của của ukraine là biết rồi nhích từng cm mà phải phá hủy được những cái phòng tuyến đâu chưa các bạn không làm gì được hết mà người người ukraine người nga nằm xuống rất nhiều phải nhìn vào sự thật đó rồi á, thì thấy là trời tao đưa đồ chơi cho mềm lum mày đánh không được thôi chứ thôi mày thua đi đại khái như vậy bị sức ép đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và dạ, hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye